Động đất 7,1 độ Richter ở Nhật, Tokyo lần đầu ra cảnh báo động đất lớn dọc rãnh Nankai. Ngày 8 tháng 8, cơ quan khí tượng Nhật cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra một trận động đất lớn dọc rãnh Nankai đã trở nên cao hơn bình thường. Sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter trước đó cùng ngày ở ngoài khơi tỉnh Miyazaki thuộc vùng Kyushu, tây nam nước Nhật, theo hãng thông tấn Kyodo News. Đây là lần đầu cơ quan khí tượng Nhật đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra động đất lớn dọc rãnh Nankai. Cảnh báo này sẽ được duy trì trong một tuần. Theo Bộ trưởng Quản lý Thảm họa Nhật Yoshifumi Matsumura, khoảng hơn 10 người bị thương và một số tòa nhà bị hư hại sau trận động đất 7,1 độ Richter. Ngay sau trận động đất chiều ngày 8 tháng 8, cơ quan khí tượng Nhật bắt đầu khảo sát về việc liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa trận động đất trên và trận động đất lớn dọc rãnh Nankai trải dài từ ngoài khơi phía nam đến miền trung Nhật hay không. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida kêu gọi người dân chuẩn bị ứng phó cho bất kỳ trận động đất nào tiếp theo và sẵn sàng sơ tán nhanh chóng khi động đất xảy ra.